Bữa thì má đây mượn con, bữa vừa rồi có lên vô thăm cô đó, thì cũng biết cái tình hình của cô, thì về mấy anh em cũng kêu gọi mạnh thường quân những phần quà yêu thương. Thì hôm nay thì con cũng đại diện cho quý mạnh thường quân cùng với anh Xuân Trung, chị Bá và các anh em tình nguyện viên cũng vô thăm, trước là thăm cô, sau là gửi món quà yêu thương của tất cả quý mạnh thường quân đến với cô, với chúc cô sức khỏe bình an. Dạ. Rồi bây giờ con xin nhường lại lại cho chị Võ Thị Bá. Thưa với cô thì hôm nay là được em Tâm cũng như em Trung nói chung là đồng hành với quý vương các em, để các em để trao những cái món quà của quý mạnh thường quân mà thời gian qua các em mới đi khảo sát và biết được hoàn cảnh của cô. Thì vì các em kêu gọi thì một số mạnh thường quân có ủng hộ một số quà, thì con cũng nghe các em giới thiệu là hoàn cảnh của cô là bị bệnh bướu như thế này á, mà lại nêu nêu đơn ở một mình, rồi bệnh tật mà như thế này nữa, cho nên các em cho thôi thì chị đi cùng với các em vào thăm cô tí. Thì con cũng nói thật là con thấy hoàn cảnh cô thế này thì con cũng xin phép là trích thêm nam cam, cái này là của gia đình của thầy Tằng Thanh Trưng ở bên Canada gửi biếu của cô, kể nó cô dùng hết sữa với tất ăn rồi, mấy em ấy mua thì cô bắt đầu dùng cái tiền này cô mua thêm rồi sữa rồi cô dùng nghe. Dạ, thì thông qua chỗ em xe thì có biết hoàn cảnh của quà, thì vừa rồi là anh em tụi con cũng có kêu gọi mạnh thường quân những phần quà tình thương, thì hôm nay cũng thay mặt quý mạnh thường quân vô cho phần quà yêu thương đánh cho bà, có lời chúc sức khỏe và bình an. Dạ. Dạ, thì bọn con cũng cố ích làm nhiều, thì mạnh thường quân họ gỡ, thì bọn con cũng như là người vận chuyển yêu thương đến cho bà, thì mong bà nhận để đơn lúc khó khăn này. Dạ. Bà, vừa rồi bọn cũng có, bọn con em vô đi em. Vừa rồi bọn con cũng có vô ghé thăm bà, vừa rồi có thăm ở hoàn cảnh của bà đó, thì hôm nay thì bọn con với anh Trung với anh chị em thì có về có kêu gọi quý mạnh thường quân giúp đỡ những phần quà yêu thương, thì hôm nay thì bọn con vô để cho phần quà yêu thương này đến cho bà, cùng lời chúc sức khỏe và bình an. Cũng ăn mấy trăm. Dạ. Ê, mấy em vô anh em ạ, cho bọn con có quà đó, có phần quà cho ông Tết luôn. Dạ. Lạnh không lạnh? Kính cổng câu chuyện nha. Đó rồi, xe nữa đó. Dạ, chào anh. Bữa con cố ra cho rồi, bữa nay anh em tới nó gỡ cho mất phục quà. Cảm ơn, cảm ơn. Có con điện hả? Điện có nè, bà có bán điện không? Có bán, đi qua cái hả? Chị cầm thẳng, cô xuất tiền luôn, cô to luôn. Trong một cái nước kia, cái cháy đầy ngồi. Ồ, trông bò. Đưa đây con mặt cho, ở dưới á. Rồi, 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 để thì người ta mình cũng muốn nó những chỗ thứ đi. Dạ ông, bữa trước bọn con có bầu tham ông xác minh, hôm nay thì cũng có mạnh thường quân chị Lân Trinh nó chỉ kết nối với có mạnh thường quân với em Đỗ Thị Thùy cũng tặng sữa, thì hôm nay thì bọn con cũng đại diện cho mạnh thường quân với tất cả các anh em vô đây cũng trước là tham ông, sau là gửi quà tình thương.
bố ít lòng nhiều, ông nhận cho bọn con lấy thổ. Dạ. Ông ở một mình, không vợ không con gì hết. Không vợ không con gì hết. Có em dâu đây mà. Dạ, dạ. Rồi sáng nay ông ăn gì chưa? Lạnh quá không ăn. Ô, ông phải ăn cô, ông không ăn là cơ thể nó yếu, còn dễ sinh bệnh lắm. Dạ. Dạ, sao kêu bọn. Đây, đây. Anh em bận con thì vừa rồi cũng có kêu gọi tấm lòng của quý mạnh thường quân thì được quý mạnh thường quân ủng hộ những phần quà yêu thương thì hôm nay thì cũng qua tay của đồng xã với các chú ở thôn để giúp đỡ những cái trường hợp của cô thì hôm nay anh em bận con cũng tha mạng cho quý mạnh thường quân gửi món quà tình thương này đến cho cô cùng giờ sức khỏe và bình an. Dạ. Rồi cô ở một mình thôi hả? Dạ. Rồi con cháu rồi đâu? Cháu có nó đi đâu? Để một mình rồi như bệnh rồi rồi mình có tự sai sở được không cô? Không thì cũng được còn mấy khi nào yếu. Ờ vậy thì để nó cố gắng em cô nó vậy thôi chứ rồi mỗi người mỗi hoàn cảnh. Dạ. Rồi bọn con thì cũng có tấm lòng thôi chứ cũng giúp gì được nhiều thì cũng ít lòng nhiều gửi đi cô đến họ.